Con nghe Dương ơi. Dương hỏi, con phải trả lời thiệt nghe chưa? Dạ. Con Quý nó chơi thuốc lâu chưa vậy? Cái gì? Con Quý nó chơi thuốc hả? Bộ con không biết hả? Dạ, hỏi nhà, nó đâu có như vậy đâu. Mà sao Dương biết? Dương thấy nó với thằng Cưng. Trời đất, thằng Cưng đúng là đồ trời đánh. Chỉ có nó rủ rê con Quý chứ không ai khác. Vậy là con Quý nó mới chơi đây phải không? Dạ, hỏi nhà, ăn còn không đủ, lấy tiền đâu chơi Dương. Con này đúng là thiệt tình. Dương đi đó, con nói chuyện với nó cho. Không cần đâu, chuyện đó để Dương tự lo được. Mà Dương cũng đừng có cho nó nhiều tiền quá. Không có tiền, nó không có chơi bậy bạ được đâu. Dương biết rồi. Vậy nha con. Dạ dạ, con chào Dương. Con Quý định muốn chết hả? Dạ, em đang tới chung tàu nữa nơi. Lần này, tụi mày phải hù sao cho con Quanh thật sợ cho ta. Dạ, em không hiểu ý lắm. Chỉ làm cho ông Sáu lo quấn đít thôi. Bắt đầu đi. Dạ. Thù riết, ông sẽ chai. Ta không tin là ông sẽ bỏ hết công việc để lo chung Quanh mãi đâu. Mình đang hướng ông theo hướng khác. Tính cho chính xác, không là banh xác. Vậy ví dụ này, gọi tạm là mượn đầu heo nấu cháo. Dạo này cháo mấy heo bán được, anh tin tôi đi. Nè, một khi đã diễn, diễn cho tới nghe. Chuyện nhỏ. Như vậy là nó mới chơi thôi chú. Nếu vậy thì may quá, anh bắt nó đi cai nghiện liền đi anh. Chắc chắn là như vậy rồi. Ba nghe nè con. Ba chuyển tiền cho con đi. Ba đang kẹt tiền, con chịu khó chờ vài ngày nữa nghe. Tiền con ăn bằng gì? Thì về nhà ăn cơm. Bây giờ có về nhà ăn cơm thì con cũng phải có tiền để xài chứ. Con về nhà đi, ba có chuyện muốn nói với con. Dạ. Anh phải cương quyết với nó mới được. Tôi biết rồi. Số của Tử Đồn. Không biết nó muốn gì. Dù sao mình cũng mang ơn anh em nó mà. Tôi nghe nè chú. Anh Bãi hả? Anh rảnh không? Tôi muốn mời anh đi uống cà phê. Tôi không rảnh lắm. Nhưng mà có chuyện gì quan trọng không chú? Có chút chuyện thôi. Nói qua điện thoại được không? Chuyện này cũng hơi dài dòng và tế nhị. Tôi sợ là nói qua điện thoại không hết ý. Bộ chuyện có liên quan tới tôi hả? Chuyện này liên quan tới một cô bé tên là Susie. Thôi. Để hôm nào mình rảnh á, anh em mình lại ra với nhau. Cho tôi gửi lời hỏi thăm ba tí ha. Từ đâu nhìn vậy mà tệ. Khoái ăn rau sạch. Ủa, nghe nói nó sắp làm rể của Sáu đời rồi mà. Thì bởi vậy. Dạ, chào chú. Chừng nào đi? Dạ ngày mai, chắc chắn không? Dạ chắc. Ta không có nhiều thời gian đâu. Dạ con biết mà. Đi dài. Dạ con, chú, với lại anh Tám. Ít người càng tốt. Dạ, vậy chú về nhà nghỉ ngơi đi. Rồi ngày mai chú cháu mình đi sớm. Về nhà hả? Chẳng muốn chút nào. Hay là chú qua chỗ thằng Nhu nghỉ ngơi đi. Thôi, phiền lắm. À, ta về đây.
Dạ, mai gặp. Chú về. Gì vậy? Anh ơi, tụi nó chọi đá vô nhà bể cửa kiến hết rồi. Em sợ quá. Vệ sĩ đâu? Em thấy thằng nào hết á. Em sợ quá anh ơi. Ngày nào cũng vậy á. Gọi 113 đi. Dạ. Chú, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Quanh lại có chuyện nữa hả chú? Bà trưởng quá đáng. Lần này tôi về ăn thua đủ với bà luôn. Chú à, chuyện chắc không có gì đâu. Chú về nghỉ ngơi giữ sức khỏe, rồi ngày mai còn đi sớm. Mình mày lo được rồi. Ta phải giải quyết xong việc nhà rồi tính gì tính. Dạ. Xong một mối, bây giờ tôi sẽ gọi cho con Kiều, còn ông gọi cho Lệ Mập. Ok. Bà muốn con vô xưởng để học nghề chế tác đá. Tự nhiên ba muốn con học làm công nhân vậy? Muốn làm chủ trước tiên phải làm thợ. Không có chuyên môn thì nói ai nghe. Học cái đó thà đi về nhà cậu hai chăn bò sướng hơn. Con thích thì cứ về, ba sẽ không cấm đâu. Ba nói thiệt hả? Vậy con đi cho ba vừa lòng nha. Con về phụ việc cho ba sang đi, nó sẽ trả lương cho con. Còn ba, ba không cho con tiền nữa. Coi như mồ côi về kiếp mồ côi thôi. Má ở trên trời đừng có trách tại sao tôi không sống với ba nữa. Ngồi xuống. Ba nhắc lại một lần nữa, con phải học nghề chế tác đá. Còn không, đừng có mong sau này làm quản lý công ty Hoàng Ngọc. Ba đi kiếm người về mà quản lý, con không cần. Vậy thì con về nhà cậu hai đi, coi như là cha con mình chưa từng gặp mặt lại. Được thôi. Khoan đã. Con để chìa khóa xe lại đi. Xạo quá. Nhớ mà không thèm qua nhà đó người ta. Tại anh còn quá nhiều việc cần phải giải quyết ở đây mà. Đàn ông nói câu này là hay nhất. Anh biết mình đang làm gì và cho ai. Chiều nay bên gọi điện về cho má. Hai người cãi nhau dữ lắm. Cãi chuyện gì? Bà nói má cứ tiếp tục phá bài với con Văn. Má thề thốt là không có. Được hai người sau đó cứ nuôi mấy cái chuyện mà từ thời ông còn quấn tả cho kể lễ mạt sát. Mệt quá. Bỏ đi cho rồi. Sợ đi con. Em không ngồi cho. Lúc đó em chỉ muốn ở một mình, chứ không muốn dạy cái chết khác đâu. Anh chịu được mà. Dễ chịu thì. Có khi nào em nghĩ
má cứ tiếp tục chọc phá con Oanh. Chứ không phải má nhờ anh làm chuyện đó. Không, má có nhờ anh chuyện gì đâu. Vậy không lẽ ba kiếm chuyện? Nhiều khi chính con Oanh là người bày trò để cho con chú cấu xé nha, rồi nó hưởng lợi. Nó muốn bày trò gì thì bày, nhưng má nhất định không chịu ly hôn. Rồi vẫn xử một chiều được mà. Nhưng mà má ra điều kiện gắt lắm, má coi như trắng tay nếu đồng ý. Anh rất nể của bà. Phải nói cơ ngơi này không phải chỉ có mình chú Sáu làm được. Của ba yêu cầu cao cũng là đúng. Ba nói tài sản không thể chia năm xẻ bảy cho thứ rác rưởi như con Quân. Đứa bé chết rồi, trước sau gì ba cũng bỏ nó. Nó sẽ đẻ một đứa khác để ràng buộc chú. Tới lúc đó hẳn hay. Anh cho em biết tin này, đứa nhỏ vẫn còn. Đó là lý do tại sao chú Sáu ở riết qua Dũng Tạo. Em phải cho má biết tin này mới được. Lúc này anh không thể giúp được gì cho cô ba được. Anh tìm người giúp em đi, em sẽ tự giải quyết. Em bây giờ khác trước đây nhiều lắm. Thay đổi để thích nghi thôi. Kể cái việc chọn anh à. Đợi 10 phút nữa mà không tới, tao rút á. Ngồi đây lâu không tiện chút nào hết. Người ta từ thị trấn lên phải có trục chặt chứ. Trục chặt như vậy mới lo đó. Mày với cha Hai Sơn, bà con với Tào Tháo à. Mày nói nhiều quá. Đây anh Tám. Nhìn là thấy không hợp rồi đó. Chuyện cũ bỏ qua hết đi nha Tiến. Người quen biết hiểu tính đi nha, đỡ hơn chứ người lạ. Mày nói vậy thì ok. Thu mua thì vừa bán thôi, quen biết cái con mẹ gì. Để tao giới thiệu, đây là cậu Nhu. Thấy quen quen. Hồi nhỏ tôi sống ở đây mà. Vậy hả? Vậy chắc cậu rành đá lắm rồi. Mấy người muốn mua hàng loại nào? Loại một. Bảo trước nha, loại này đụng vô là hơi nóng tay đó. Cứ chờ coi hàng đi. Coi đi. Bao nhiêu? 500. 300. 400 không bớt một xu. Ok. Tao thích mày. Mở hàng phải như vậy chứ. Anh Tám muốn coi hàng nữa không? Từ từ, có gì đâu mà gấp. Giải quyết cái viên đá đực này đi. Không đụng tay vô mà biết đá được, anh Tám hay thiệt đó. Trên ổng chỉ có Hai Sơn, không hay sao được. Nào giờ chỉ nghe tên anh Tám chứ chưa được làm ăn với anh Tám lần nào. Chứ em chỉ quan tâm mua bán với thằng Ba Trí Tư Đôn thôi, có quan tâm tới anh đâu mà nói. Anh Tám nói như vậy là tội nghiệp em Út đó. Tôi muốn lấy tiền. Kiểm tra đi. Anh Năm. Ủa,
Em mới lên hả? Anh tưởng là em không tới chứ. Em đã hứa là em phải lên chứ. Em uy tín mà anh Năm. À, giới thiệu với anh, đây là anh Lệ, Di Kiều Thái, chuyên buôn bán đá quý. À. Chào anh Tám. Lâu quá không gặp anh Tám. Anh Tám khỏe không? Quay trở lại nghề cũ hả? Dạ, có người cần thì em làm, chứ em cũng không có tính trước gì hết đó anh Tám. Kiều giới thiệu khách cho em đó anh Tám. Gì thì gì, bữa nay không có được giành khách của anh nghe chưa? Em đâu có dám đâu anh Tám ơi. Nghề tiên đá ở đây toàn là một. Tôi muốn coi hàng, nếu được á thì tôi lấy số lượng lớn. Lấy cái gì để làm tin? Thì tuần mua vừa bán mà anh. Tiếc quá, tụi này cũng vừa hết hàng rồi. Ai mà chẳng giữ gì trời. Tôi cũng mua vừa thôi. Sứ còn muốn, em muốn ăn bám hả? Phải chảnh vậy, ông mới sợ chứ. Trời ơi, tao sợ, tôi sợ cho mày á. Để rồi coi. Hôm qua ông năn nỉ tôi về giờ đó. Mày đừng có tự tin quá đi. Bảy Hoàng kêu đi học nghề thì đi học đi. Không học cho đứa khác nó hưởng gia tài hả? Giờ á, mày không ở nhà Bảy Hoàng nữa thì để con Susie nó về ở. Trời, ý của má nói đúng đó. Tôi thấy là cứ để con Susie về nhà rồi nói thật với Bảy Hoàng coi như xong. Ừ, vậy đi cho nhẹ lòng. Làm gì có chuyện đó. Mà hai mẹ con mà bị khùng á. Tôi không chịu. Tôi nói rồi đó, tôi không chịu đâu. Mày không chịu thì mày đi học đi, cho vừa với Bảy Hoàng. Mẹ, già néo thì đứt dây. Bảy Hoàng bỏ luôn mày ráng chịu á. Mày cho thuốc cho thằng cưng là đã khiến Bảy Hoàng nổi khùng rồi, bây giờ còn mày đặt nữa hả? Sao ông biết ông Bảy ông nổi khùng vì tôi chơi thuốc lắc? Bảy Hoàng gọi hỏi tao. Ông có nói gì với tôi đâu. Đó mới là ghê á. Bây giờ ông ghim mày rồi con. Thì được ăn cả ngã vậy không? Sợ mẹ vậy nữa. Mẹ? Mày nói cái gì? Ngu vậy mà mày cũng nói hả? Không để tôi đụng chú mặt mày chứ. Thôi bây giờ mày cứ đi về bển đi, chứ ở đây ba má chứ mày cũng kỳ nữa. Mới đi mà về cái gì? Mẹ mày tính làm nư hả mày? Mày đi về bển đi, tao chứa mày là dung túng cho mày làm miếng đó. Cứ để nó ở đây đi, hết tiền nó cũng về thôi à. Bà Sang, mày dở chiêu gì nữa đây? Tôi mới nói đó, tôi nghĩ tới con Sushi. Cứ để con Quý ở đây đi. Thằng này không tệ, nhưng tôi muốn thứ chó cần. Khó à? Cứ kiếm đi, tôi chờ được mà. Quả may chỉ có Hai Sơn mới có hàng. Thì ông cứ kiếm Hai Sơn đi. Nếu có hàng mua thì tôi cũng muốn. Tôi chịu chờ mà. Anh mua được gì rồi anh Tám? Nhá hàng cho em coi với. Tụng nhu mua, chứ đâu phải anh mua. Tại sao phải nhá hàng chứ? Không cho coi thôi, làm gì dữ vậy? Tôi thiệt tình là muốn thấy chất lượng đá loại bột ở đây coi có đúng như người ta đồn hay không. Cậu Nhu, làm ơn đi. Cho tôi coi hàng kỹ cái nha. Quá chất. Hàng này mà đem qua bển á là ngon lắm luôn đó. Tiếc thiệt,
Nếu muốn á, tôi để lại cho. Cậu du giỡn gì đọc dữ? Tôi nói thiệt, chứ giỡn cái gì. Hàng này ở đây, tôi kiếm đâu có khó. Cậu cho giá đi. Một trăm. Bảy chục. Tôi đâu có ý định bán. Nếu không được thì đưa lại tôi cất chơi. Tôi đồng ý. 100.000 đô hay 100.000 bạc vậy cô Nhung? Tôi đâu có biết xài tiền Thái. Cái gì? Tụi gì kêu Thái nó mua chiếc đá 100.000 đô hả? Tao biết rồi. Một người da đá cao dữ vậy sao? Cao cái gì? Đâu nay mình bị hố giá thì có. Hố cái con khỉ. Tụi năm lèo nó canh giá từ giờ rồi. Đất này bây giờ cạn đá rồi, giá nó phải đội lên thôi. Vậy thì đây là thời cơ của mình. Phải hốt cu tròn. Anh tính hốt bằng cách nào? Đá như viên đó hiếm lắm. Phải đi cướp tất cả các hầm đá khác. Ít nhiều thì phải có. Có rồi mình tính. Vụ mua bán đó chấn động chợ đá sáng nay rồi. Anh tưởng là dễ kiếm hàng lắm hả? Một viên đá được giá 100.000 đô, được sang tay cấp kỳ như vậy, cái mùi lừa đảo bốc lên ngùng ngục. Sao không ai nhận thấy hết? Anh nghĩ đó là lừa đảo hả? Chứ tôi hỏi chú, thu vô giá đó thì bán ra giá nào đây? Dạ, em sẽ nói thằng Tỉnh Râu không dính vô chuyện này. Dứt khoát là không được dính vô. Dạ, em biết rồi. Tôi có nghe Tỉnh Râu nói là có thằng Nhu, lính của Sáu Đời tham gia vào vụ mua bán này. Chắc là do mình không làm ăn với Sáu Đời nên hắn cho thằng Nhu lì lĩnh đó kiếm mối làm ăn giao dịch. Thằng Nhu lì mua rồi bán lại với giá gấp 5, gấp 6 lần, chứng tỏ thằng này không phải là tay dừa. Nó giống Út Nhí ở chỗ ham ăn khi mua bán. Có khi nào... Không không không, tuyệt đối không thể như vậy. Thằng Út Nhí nó chết lâu rồi mà. Hai Sơn có dính tới cái chết của nó không? Tới giờ em vẫn cảm thấy mơ hồ sao đó. Theo anh nghĩ thì chắc chắn là có. Thiệt hả? Ừ. Sao lúc đó em thắc mắc mà thấy anh Toàn bạc đá không? Lúc đó mà bàn vô thì sẽ không có lợi cho mình. Dần dần rồi cũng quên. Nếu như không gặp một thằng giống như Út Nhí thì anh cũng quên bẵng luôn rồi. Mà sao anh nghĩ Hai Sơn có dính tới cái vụ Út Nhí vậy? Thì có một lần nó nhậu sai, nó nói hớ ra chuyện đó. Hai Sơn nói gì vậy em? Chú còn nhớ cái đêm tổ chức 100 ngày để cúng cho thằng Út Nhí không? Tổ phu đá hùng tiền lại làm một mâm cơm, rồi mua rượu uống. Đêm hôm đó thằng Hai Sơn uống nhiều lắm. À, em nhớ chứ. Cái đêm đó là anh em mình tên trốn đó, mà do mưa lớn, nước suối đổ về như thác vậy đó. Chú nhớ đúng rồi đó. Tối hôm đó tôi đưa Hai Sơn về láng chứ ai. Nó ngồi sau lưng mà cứ lại nhè, tao lại mày nghe Út Nhí, mày làm ơn đừng có theo tao nữa. Nghe Hai Sơn vừa nói vừa khóc, anh cảm thấy rỡn gai ốc luôn vậy. Hả? Hai Sơn hắn giết người không gớm tay mà hắn khóc hả? Cái đó là rượu khóc chứ không phải là nó. Nếu mà như vậy thì hắn đã lấy viên ruby mắc ma chứ ai. Nhưng mà lạ một điều là cái viên ruby đó cho đến tận bây giờ vẫn bị mất dấu. Không chừng viên ruby đã vượt biên rồi. Cũng có thể lắm chứ, ai mà biết được. Dạo này á, hàng hiếm. Cái lộ bột càng hiếm hơn. Bây giờ không biết lấy đâu bán cho mấy cha.
Nghe tám phỉ rỉ tai, nếu mà có ruby mắt ma, giá càng cao, cao ngất nữa. Làm gì có ruby mắt ma mấy ông, thì cũng là đá đỏ thôi. Gọi vậy cho đặc biệt chút mà. Mấy ông thấy ruby mắt ma bao giờ chưa? Chưa. Nhưng mà tôi nghe nói ai có viên ruby mắt ma thì số quẩy lắm á. Số quẩy là sao? Thì là chết, hay là sầu khám, tào lao không. Hồi trước có một dạo dân tình đồn rùm beng về cái chuyện Út Nhí. Nó bị giết là vì lượm được cái viên ruby mắt ma. Mấy anh quên rồi sao? Chỉ là tin đồn thôi, chứ có ai thấy viên ruby của Út Nhí đâu. Đứa nào mà thấy viên ruby của Út Nhí, nó tới số những Út Nhí luôn rồi. Mày nghĩ gì về chuyện Nhu Lì, Tám Thủy và chuyện cô Kiều xuất hiện ở chợ đá? Nó có mưu đồ gì đó. Tụi đó là lừa đảo chứ mưu đồ cái gì. Lừa đảo thì đúng, nhưng muốn mua ruby mắt ma thì đó chẳng phải mưu đồ sao? Âm mưu cái gì? Ba Rết kể thằng Út Giấy có viên ruby mắt ma, nhưng khi nó chết thì không ai thấy viên ruby đó nữa. Và bây giờ thằng Nhu Lì nó muốn mua viên ruby đó. Anh ba nghĩ coi, không phải âm mưu là gì? Chắc nó muốn tìm đứa đã giết em của nó chứ gì. Chắc rồi. Làm gì có chuyện thằng giết người giữ viên đá cho tới bây giờ. Viên bất ma có thể bị lưu lạc, nhưng nếu nó xuất hiện thì việc tìm ra người chủ đầu tiên không khó, miễn là nó phải xuất hiện. Mình vô trong đi ạ. Anh Lâm, anh ba. Nhớ bữa gọi cho Bảy Hoàng, phát bực thiệt. Mày không hỏi con gái ổng, mày đi hỏi cô Sushi thì ổng ngắt ngang là đúng rồi. Ổng nói là bữa nào mời anh em mình một chầu nhậu, mà đời ổng chắc dài cổ luôn quá. Chào cậu ba, cậu tư. Cậu ba, cậu tư khỏe hả? Anh em tôi cũng bình thường. Anh em ngồi chơi. Anh em ngồi chơi. Bữa nay tôi bận phải tiếp khách. Tôi qua đây để chào hai cậu thôi, rồi hôm khác tôi sẽ mời hai cậu uống cà phê. Anh cho tôi một phút thôi. Có gì hả cậu tư? Anh ngồi đi. Anh Năm nè, có phải Quý là con gái nuôi của anh Bảy Hoàng không? Con gái ruột chứ không phải con gái nuôi. Sao là con ruột được? Khó hiểu vậy. Thì là con ruột. Anh Bảy gặp lại sau nhiều năm thất lạc đó mà. Quý là con gái của ông Hai Lợi mà. Mà sao cậu Tư lại quan tâm chuyện gia đình của anh Bảy? À, tại vì tôi biết về gia đình đó, cho nên tôi cảm thấy lạ. À, tôi có nghe Quý nói lý do tại sao cũng biết gia đình Hai Lợi. Vậy nữa hả? Thôi, hôm nào tôi với anh Bảy Hoàng nhất định sẽ mời hai cậu một bữa, chậu tới bến luôn nha. Chào. Dạ bây giờ tôi phải qua tiếp khách chút xíu. Ủa anh Bảy có biết Sushi là cháu của Hai Lợi không? Sushi thì có nghe anh Bảy nói. Mà nghe đâu cậu kết con bé đó lắm đúng không? Anh Bảy cũng biết Sushi nữa hả? Anh biết chứ. Con bé đó phụ ba Sang chăm sóc gà chứ. Thôi, chào mấy cậu nghe. Dạ, anh Rớt. Ồ, khỏe không anh? Thấy em là anh khỏe rồi. Em, đưa khách đi mua đá hả? Trời, anh rất tinh ý quá vậy. Anh biết mối nào không, giới thiệu em với. Vậy là em đến đúng chỗ rồi đó. Ở đây toàn là mấy anh buôn đá đỏ, kinh nghiệm chiến trường hơn chục năm đó. Vậy thì hơn quá rồi. Lần này em dẫn anh Lệ lên đây là để tìm mua đá quý. Lần trước anh cũng mua được viên hơn 2 tỷ rồi. Anh mê quá cho nên bây giờ anh mới dắt anh Đông tới để tìm mua viên khác nữa. Mời anh ngồi.
Thì ra anh là người mua lại viên đá của Năm Lèo đã bán cho khách phải không? Dạ. Dạ đúng rồi đó anh. Cha Năm Lèo mất ngủ mấy bữa luôn. Đêm nào cũng nằm chắc lưỡi với thằng làng Tiết Cổ luôn. Tôi thấy viên đá đẹp quá, không mua liền sao được. Phải nói là từ ngày mà tôi mua viên đá, cảm giác tôi lần lượt phải đi kèm với trang sức thì giá mới nhảy giọt được. Đàn bà mê nhất là trang sức. Món nữ trang nào mà kèm ruby là số 1 đó mấy anh. Đợt này mấy anh muốn tìm mua loại nào? Vẫn là loại 1. Nếu có hàng mẫu thì tốt quá. Bên Năm Lèo cũng hứa là sẽ cung cấp hàng, nhưng mà anh Lệ đây sợ Năm Lèo tuyển không có đúng yêu cầu, cho nên muốn tìm nguồn hàng mới. Nếu mà mấy anh giúp được thì lợi cả đôi đường. Sau lưng cha Năm Lèo là trùm đá đỏ ở khu vực này. Chả mà không có thì đâu còn ai có nữa. Đâu có nói vậy được. Đâu phải Hai Sơn là trùm đây đâu. Tụi tôi lấy hàng chỉ cần biết chất lượng thôi. Còn hàng này của trùm nào thì tôi không cần biết. Đúng rồi, quan trọng là chất lượng thôi. Năm Lèo nói kiểu chắc chắn có hàng lắm nha. Đây cũng hứa chắc chắn có hàng mà. Nhưng mà vốn phải lớn mới đi gom hàng được. Anh yên tâm, tụi đây chịu cọc đầy đủ. Ok, vậy thì tốt quá rồi. Em tưởng tượng chừng mấy tháng nữa vạt đất này sẽ toàn là cúc sushi. Nhìn chắc thích lắm anh ha. Chắc chắn rồi. Em không ngờ chỉ là cúc dại thôi mà hạt giống cũng mất tiền ghê á. Ai nói với em sushi là cúc dại vậy? Thì má em nói sushi là cúc dại mà. Không phải đâu. Cúc sushi có nhiều loại nhiều màu lắm. Mai mốt trước mặt em sẽ là một vườn cúc sushi đầy đủ màu sắc luôn. Vậy mà em không biết, em cứ nghĩ sushi là cúc dại. Sushi còn có một cái tên khác là cúc vô ưu, có nghĩa là không phải lo lắng, ưu phiền bất cứ chuyện gì hết á. Em đang suy nghĩ gì hả? Em ước gì mình cũng giống như cúc vô ưu vậy đó, không phải lo lắng ưu phiền chuyện gì. Thì cuộc đời có lúc này lúc khác mà em. Nhưng mà anh tin á, là em đã qua lúc đau buồn rồi. Em cũng mong được vậy. Anh nói cho em nghe nè, chị Hạnh với là anh rất là quý em, cho nên em cứ yên tâm mà sống ở đây. Anh hứa anh sẽ không để ai làm phiền em nữa đâu. Dạ, em cảm ơn anh. Ngồi đi. Dạ, không thuê vệ sĩ luôn hả chú? Toàn thứ gì đâu không, ta cho nghỉ hết rồi. Vậy ổn không? Ngoài bà nữ thì ai làm chuyện này có gì đâu mà sợ. Chỉ lo là thằng nhóc trong bụng con Quanh thôi. Ta không muốn má con nó ở nhà một mình lúc này. Vụ mua đá đầu tiên của chú cháu mình lợi nhuận khá lắm. Con gửi chú tiền mặt cho dễ xài. À, được bao nhiêu? Dạ 1 tỷ. Chứ con xin mừng lại 500 triệu để dành làm vốn cho chuyến sau. Mày khá lắm. Sau này con Yến nó được nhờ rồi. Chuyến tới chú có đi không? Thôi, ta chỉ hùng vốn để kiếm chút lời. À, chứ không bon chen nữa. Hôm rồi gặp cô, chuyện sao rồi chú? Con Yến chưa nói gì sao? Con không tiện hỏi. Rồi Yến cũng không nói gì hết. À, ta với bà đã thỏa thuận rồi, bà sẽ không quậy con Quanh nữa. Vậy là không có chuyện ly dị hả chú? Ta đã suy nghĩ kỹ, không ly dị gì hết. Ta sẽ mở tiệm đá quý cho con Quanh như đã tính. Vậy là ổn rồi. Không ai hiểu vợ bằng chồng, nhất là người vợ đã từng đồng cam cộng khổ. Ổn thì chưa ổn đâu. Nếu chú muốn mở tiệm cho Quanh thì con nghĩ nên tập trung vốn từ lúc này.
Mày tính toán lên kế hoạch cụ thể rồi để chú coi. Dạ. Nè Sushi, chị có tin vui cho em nè. Ủa chị Hạnh? Chị đã quyết định mở thêm dịch vụ cho thuê quần áo để cho khách chụp hình tại giường của mình theo như ý của em nói đó. Thật hả chị? Vài bữa nữa mình sẽ vô thành phố lựa đồ. Chị đã lên mạng tham khảo giá với nơi bán rồi. Em đi với chị nha. Nhưng mà em đâu có rành gì ăn mặc đâu chị. Thì chị sẽ kêu nhỏ Mỹ tới giúp mình. Em có muốn gặp Mỹ không? Dạ muốn. Vậy thì đi ha. Dạ. Chị Hạnh, em đi nữa. Rồi bỏ giường cho ai? Thì em nói chơi thôi. Em biết thân biết phận của mình chứ. À quên nữa, ngày mai sẽ có người tới khảo sát để trồng thêm các loại dâu. Em nhớ xem kỹ giống dâu rồi dặn trồng xen kẽ nha. Dạ em nhớ mà. Em phụ anh nha. Anh Công trầm viết giùm em nha. Tới giờ em đi tưới hoa rồi. Em đi đi. Nếu chị cần trợ lý đắc lực á, em nghĩ Sushi là thích hợp nhất đó. Còn nếu em cần hậu phương giỏi thì em đừng có nhìn đâu xa. Nếu vậy chị phải tạo cơ hội cho em mới được. Cơ hội á là do mình tự tạo ra. Chị không có hứa gì đâu nha. Nhưng không. Trong tôi không có một chắc mà còn mày đặt chảnh chó không chưa về. Về là phải đi học. Nghe tới đi học là hả, người em ốc ác nổi lên hết rồi. Thì cứ đi học lại đi. Học 2-3 bữa là hốt sẽ là bầm liền, biết liền. Không, không có học gì hết á. Vậy chứ bây giờ tiền ở đâu ra đây? Suốt ngày tiền, lúc nào cũng tiền. Anh là lo cho cưng thôi. Chứ cuộc đời của anh á, sống lăn chai sao cũng được. Thiếu thuốc một ngày đi rồi biết có lăn chai hay không. Mà anh thấy cưng ngộ thiệt á, sao cưng cứ làm nư hoài vậy? Ổng phải nhượng bộ em chứ. Nhưng mà má là con của ổng đó má. Nhưng mà ổng là cha, ổng thất lạc con gái 20 năm rồi. Tìm được con gái á, ổng phải nâng như nâng trứng, húng như húng hoa chứ. Trời đất ơi, má bớt sống ảo là giùm con cái đi má. Má quay trở lại thực tế giùm con cái đi. Trời, thiệt tình luôn. Có tiền trả tao cho mày. Ủa bạn, bạn mới tới hả? Muốn uống gì bạn? Tụi bay có tiền trả tao chưa? Có mấy triệu, đòi hoài vậy cha. Mấy triệu thì trả đi. Chưa thích trả. Ê, mày nói kiểu đó tao bạp tay mày cho mày. Thôi, con quý đó nó giỡn mà, mày làm gì cọc tính như vậy. Ê, còn dư tép nào không cho tao tép đi. Bán chứ không có cho mày. Thì bán thiếu. Không. Vậy thì mày biến mẹ mày đi. Mày trả tiền đi tao biến. Ê, coi như tiền hôm bữa ba tôi đưa ông là quệ đi. Ê, mày định quỵt hả mày? Hai giọng gọi, nghe không? Thì nghe đi. Gì? Nhà liền đi, ông bị quan kiếm kìa. Kiếm người nào? Đang nói chuyện với ba Sang ở nhà nè, mày về liền đi. Gì vậy? Phải như vậy chứ. Ê, tôi sẽ trả tiền cho ông. Mà từ nay á, không bạn bè gì nữa nha. Dạ. Yeah. Ba có biết con xài gì đâu mà ba nói hoang phí. Con biết chơi thuốc vậy là nguy hiểm, đúng không? Lâu lâu con mới cắn một viên thôi, ba làm gì quan trọng vậy? Không nói nhiều nữa. Từ giờ trở đi, tiền hàng tháng của con chỉ còn phần nữa thôi. Sao được? Ba nói,
Ba thương con mà, ba hà tiện từng đồng từng cát vậy hả? Con không chịu đâu. Ba thương con không có nghĩa là ba chiều theo mọi ý thích của con. Ba không muốn con dướng vô cái thứ đó. Con có nghiện đâu. Ba muốn con học một cái nghề. Con học không có vô. Ba, con muốn kiếm tiền theo cách của mình. Nhưng mà con biết chắc chắn là ba không có ủng hộ con đâu. Kiếm tiền theo cách của con hả? Ừ. Cách gì nói ba nghe thử coi. Thì con hùng hạp với bạn bè buôn bán. Buôn bán cái gì? Bán cái gì thì bây giờ con chưa có nói được. Vậy bạn bè của con là ai? Bây giờ con có nói ba cũng đâu có biết đâu. Nói chung á là bây giờ con muốn làm ăn. Cái con cần là vốn thôi. Con làm việc á là phải có kế hoạch rõ ràng. Nói một cách mơ hồ như vậy làm sao ba ủng hộ được. Bây giờ nói tóm lại á, ba không cho con tiền như hồi xưa nữa đúng không? Chính xác, chỉ còn phần nữa thôi. Ba sẽ chuyển vô tài khoản của con hết. Ok, vậy thì con sẽ tự kiếm tiền, ba khỏi phải can thiệp nữa. We'll be right back.